Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt các phóng viên một số cơ quan báo chí nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Hiện nay thì cái vai trò của báo chí trong cái sự nghiệp đổi mới của Đảng cũng như là cái sự nghiệp lãnh đạo để hòa nhập vào thế giới thì có vai trò hết sức quan trọng. Cái cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành trong 10 năm thì họ đã gây nên một cái thảm họa hết sức to lớn về môi trường và sức khỏe của con người Việt Nam. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam được thành lập ngày 10 tháng 1 năm 2004 nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan tổ chức trong nước và nước ngoài. Hậu quả này thì nó còn có thể ảnh hưởng lâu dài, tuyên truyền cái hoạt động của báo chí đã làm cho nhân dân Việt Nam và cũng làm cho nhân dân thế giới họ thấy rõ cái hậu quả đó và họ ủng hộ chúng ta trong cái cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Cùng với các hoạt động vinh danh những người làm báo, hội còn tri ân và biểu dương những tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về thảm họa da cam và giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là viện nghiên cứu cấp quốc gia được thành lập từ năm 1960 với chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế và cung cấp các luận cứu khoa học cho việc hoạch định chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, Viện Kinh tế Việt Nam còn xuất bản định kỳ hai tạp chí, tạp chí nghiên cứu kinh tế và tạp chí tiếng Anh Việt Nam Social Economic Development. Hai tạp chí này là cơ quan ngôn luận của Viện Kinh tế Việt Nam, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam. Cái tạp chí nó ra đời nhằm một mục tiêu rất rõ ràng ấy là cung cấp cho xã hội, cho người đọc ấy, là những cái kiến thức, những cái tri thức, những cái kinh nghiệm về kinh tế, đặc biệt là các cái vấn đề nghiên cứu có tính chất lý luận, nghiên cứu đường lối, nghiên cứu chính sách. Thì như vậy là cái tạp chí nó có hai phía tác dụng. Cái phía thứ nhất ấy, là giúp cho tạo cái cơ hội để cho những cái nhà khoa học, những cái nhà nghiên cứu ấy, những người mà có công trình được thể hiện, được coi như trình diễn trước cái công luận, về cái báo cáo trước công luận về những cái kết quả nghiên cứu của mình. Thì thứ hai là về phía gọi xã hội ấy, đây là cái kênh để mà tiếp cận đến cái thông tin, để mà nắm bắt được những cái tri thức về kinh tế. Tạp chí nghiên cứu kinh tế là cơ quan ngôn luận của giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, công bố những kết quả nghiên cứu về kinh tế đương đại Việt Nam trên tầm vĩ mô, về lịch sử kinh tế Việt Nam, những vấn đề kinh tế thế giới và kinh nghiệm phát triển kinh tế của một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, nhiều cộng đồng nông thôn đang có nguồn lực tiềm năng và cơ hội để phát triển du lịch nông thôn. Du lịch nông thôn có các hoạt động gần gũi với thiên nhiên, văn hóa truyền thống, cuộc sống và ẩm thực. Có thể nói, với nhiều khu vực mang vẻ đẹp tự nhiên như núi, rừng, biển, hồ, cộng thêm sắc thái văn hóa vùng miền tương đối đặc sắc, Việt Nam có những tiềm năng rõ ràng để phát triển du lịch nông thôn.
trong những năm gần đây, văn hóa ẩm thực đã và đang trở thành một yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Ẩm thực không chỉ là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa về tinh thần. Cũng chính nhờ cung cấp các dịch vụ để phát triển du lịch, đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Còn quan điểm của chúng tôi là sao cố gắng nâng cái tầm thương hiệu du lịch của mình lên. Đấy, làm sao cho đất Cát Bà là nó trở thành một cái nơi gọi là điểm hẹn của tất cả các du khách trên toàn thế giới và của những du khách của Việt Nam chúng ta. Hình thức du lịch nông nghiệp trên thế giới đã xuất hiện từ rất lâu và được coi trọng vì đã chứng minh được sự đóng góp to lớn không những về mặt kinh tế mà còn về các mặt xã hội, bảo vệ môi trường, văn hóa và lịch sử. Du lịch nông thôn ở nước ta chỉ mới hình thành và phát triển trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ cụ thể cho lĩnh vực này. Chính vì lẽ đó, tiến sĩ Đào Hoàng Mai thuộc Viện Kinh tế Việt Nam đã bắt tay vào nghiên cứu công trình phát triển du lịch nông thôn trên quan điểm bền vững vùng. Cái đề tài về du lịch nông thôn thực ra là ở trên thế giới thì là rất nhiều người nghiên cứu rồi và cũng rất nhiều nơi người ta đã áp dụng rồi. Nhưng mà đối với ở Việt Nam thì mình kể cả áp dụng thì cũng rất mới, còn nghiên cứu thì hầu như là chưa có ai làm. Trên cơ sở cái đề tài nghiên cứu này thì là chúng tôi muốn hướng đến cái đối tượng độc giả là các cái nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách mà làm trong lĩnh vực du lịch. Thì người ta có một cái tài liệu căn bản mà hệ thống cả về lý thuyết lẫn về thực tiễn để du lịch nông thôn của Việt Nam nó có thể phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp hơn. Lượng khách quan tâm tới du lịch nông nghiệp ngày càng lớn vì họ muốn trải nghiệm không gian sinh hoạt của các nông hộ, các gia trại, các cộng đồng nông nghiệp làng xã tối lửa tắt đèn ấm cúng có nhau. Một không gian sống trong lành và thoáng đạt mang tính đồng quê luôn có sức lôi cuốn đặc biệt với du khách trong và ngoài nước với mọi lứa tuổi khác nhau. Đường Lâm, một ngôi làng cổ kính với nhiều mái nhà ngói đỏ xưa cũ. Sẽ khá nhiều người thấy làm bất ngờ khi biết có những ngôi nhà đã hơn 300 năm tuổi. Làng cổ Đường Lâm hấp dẫn bởi những con đường gạch, những bức tường đá ong độc đáo. Giếng nước sân đình với những ngôi đình chùa cổ kính uy nghi. Hiện nay thì ở nông thôn Việt Nam thì cái sức ép về dân số là nó tương đối lớn. Vì thế thành ra là cái nông nghiệp ấy là nó không đủ để mà nuôi sống cả một cái hộ gia đình. Chính vì thế thành ra là các hộ gia đình ở nông thôn thì người ta có xu hướng là người ta tìm thêm những cái ngành nghề phụ, ngành nghề phi nông nghiệp để bổ trợ thêm vào, có thêm cái nguồn thu nhập. Trong các cái ngành nghề phi nông nghiệp thì là du lịch cũng là một cái hướng mà mới phát triển độ khoảng hơn chục năm trở lại đây. Người dân Đường Lâm rất ý thức về giá trị văn hóa của làng mình bởi vẻ đẹp trầm mặc cổ kính của những ngôi nhà cổ đang thu hút khách thập phương tìm về. Họ cũng bắt đầu các hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch như dịch vụ ăn uống, dịch vụ ở cùng gia đình trong các ngôi nhà truyền thống hay bán hàng lưu niệm. Hiện nay thì ở Đường Lâm cũng đang một số gia đình giống như gia đình tôi đang phát triển thêm một mô hình du lịch. Đó là du lịch homestay nhằm tạo điều kiện cho du khách có thể nghỉ thêm một đêm ở làng cổ Đường Lâm. Và như vậy là du khách có thêm những trải nghiệm. Và khi người dân có thể
biết được giá trị của những ngôi nhà cổ có thể tạo ra được những giá trị kinh tế từ việc là gìn giữ và bảo tồn những ngôi nhà cổ, thì lúc đấy người dân sẽ không phá ngôi nhà cổ để xây những ngôi nhà mới nữa và sẽ có ý thức bảo tồn những giá trị vật thể và phi vật thể hơn. Bên cạnh các thuận lợi, tiềm năng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp tại Việt Nam sẽ đối mặt với những khó khăn do các nông hộ làm du lịch chưa có kinh nghiệm. Việc phát triển du lịch thì ban quản lý cũng như chính quyền địa phương là luôn luôn coi trọng và rất trân trọng, cũng như là hoan nghênh sự nỗ lực của bà con cũng như của nhân dân và những tổ chức cũng như cá nhân đến giúp đỡ người dân ở đây để phát triển du lịch. Việc phát triển du lịch chúng tôi cho không phải là khai thác những cái và đầu tư những cái nguồn vốn lớn đâu, mà bà con biết tận dụng, biết sử dụng những cái nguồn nguyên liệu, những lợi thế sẵn có của địa phương thôi. Thì trong 10 năm vừa qua thì ban quản lý chúng tôi cũng đã đề xuất tham mưu với địa phương là đưa ra nhiều giải pháp chính sách để giúp bà con phát triển du lịch. Đến với du lịch nông thôn tại làng cổ Đường Lâm, du khách sẽ được sống trong không gian thoáng đạt của một ngôi làng Việt cổ hàng trăm năm tuổi. Ngôi nhà cổ của ông Hà Nguyên Huyến đang ở có độ tuổi gần 300 năm, tính đến thế hệ các con ông là đời thứ 14. Khi đến tham quan trải nghiệm tại gia đình ông, du khách sẽ được thưởng thức bữa ăn trưa cùng gia đình do những người phụ nữ trong làng và vợ ông chính tay chuẩn bị. Thực đơn là những món ăn truyền thống đậm chất nông thôn miền Bắc. Và đặc biệt, trên mâm cơm không bao giờ thiếu món tương, một loại nước chấm được lên men từ đậu nành mà gia đình ông tự làm. Ông bảo quản là đồ bằng sắt. Đến làng cổ thì họ sẽ nhận ra rất là nhiều điều. Thí dụ như các công trình như là đình, chùa, đền, miếu thì là hiện nay là những cái còn lại thì là duy tu bảo tồn. Thế và những cái mất đi thì đang được phục hồi. Thế và trong mỗi một ngôi nhà cổ thì là cũng không phải là nhà nào cũng làm được tất cả như thế. Nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn đây một cái cộng đồng cư dân nông nghiệp mà nó được thể hiện trong mỗi một căn nhà. Thế và trên thực tế thì là đồng ruộng thì vẫn được canh tác, mùa màng thì là vẫn được thu hoạch. Thế và họ đã thấy một cái nông thôn của hôm nay, nhưng mà thông qua nó thì là họ biết được cái nông thôn ngày xưa nó như thế nào. Theo thống kê, năm 2013 có khoảng 10% gia đình trong làng cổ Đường Lâm tham gia làm du lịch. Đến năm 2015, Đường Lâm có 40% gia đình làm du lịch. Và phấn đấu đến năm 2020, con số này là 70%. Giá trị tạo nên hồn cốt cho làng cổ Đường Lâm chính là hệ thống 117 ngôi nhà cổ, trong đó 37 ngôi nhà thuộc loại 1 có niên đại từ 100 năm đến gần 400 năm, và trên 50 di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật các loại cùng hàng chục lễ hội đặc sắc. Tôi rất thích du lịch trải nghiệm tại các làng quê Việt Nam. Đấy là trải nghiệm đem đến cho tôi sự khác biệt so với những chuyến du lịch khác. Tôi thích cuộc sống yên bình nơi làng quê, cùng những bữa ăn với nguyên liệu được lấy ngay từ trong vườn nhà. Du lịch nông thôn còn góp phần tích cực trong việc phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế. Du lịch phát triển thì nhiều loại hình văn hóa dân gian sẽ được khôi phục, bởi cách đơn giản nhất để lấy lòng du khách chính là thông qua văn hóa, đồng thời mở ra thị trường cho các ngành nghề thủ công truyền thống phát triển.